Dạ, đây là cầu Kênh Sáng ha Đại Đình. Mình đi thẳng là khu Trung Sơn, khu ăn chơi náo nhiệt của địa bàn Sài Gòn mình đó. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2023. Cả nhà khỏe không? Dạ, em khỏe. Dạ. Ở đây có khá là nhiều điểm ăn chơi nha. Em mới đi giao hàng ở bên Cao Đạt, rồi chạy qua bên này để về quận 7. Dạ. Nên thành thử ra thấy đâu quay đó. Cả nhà đừng rầy em. Dạ. Cảm ơn các cô chú anh chị đã đồng hành với em, rồi ủng hộ cái nấu nông trùng hạ thảo của em rất là nhiều. Cả nhà nhớ uống đúng, uống đều, uống đủ. Có sức khỏe thì có nhiều lạc thú ăn chơi ha. Dạ, xin thưa, đây là thiên đường ăn chơi. Đó, mình thấy một anh chở em đào ra đó. Em sẽ đi tàn tàn từ từ cho cả nhà thấy ha. Ở đây có khá là nhiều điểm ăn chơi, nhiều lắm. Nhưng mà em chưa thử điểm nào hết. Nên thử đó, cả nhà kể em nghe. Kể cho nghe vui thôi. Thì cũng như là mình coi chú Kim, hoặc là Bảy Đêm Khái Lạc, hoặc là cô giáo Thảo chẳng hạn. Dạ. Thì giống như mình coi thực đơn menu á mà. Đó, cả nhà thấy không? Đây em cập nhật tình hình giá cả và thực địa cho cả nhà thấy ha. Khám điền thổ. Nó có hai nghĩa nha, nghĩa đen và nghĩa bóng. Khám điền thổ đó, có nghĩa đen và nghĩa bóng. Đó, ASEAN 1 tiếng 60.000, 2 tiếng 80.000, em nghĩ chắc 60.000 là giải quyết đủ rồi. Nhưng mà chưa kể thời gian vô rồi mất thời gian nữa. Chi tiết không được đâu nha Đại Đình, em xin lỗi. Đây giật mối luôn, 50.000 hả? 2 tiếng 50.000 luôn nè. Quỳnh Vy có ghế tình yêu và có smart TV luôn. Có smart TV để mình biết làm gì rồi á Đại Đình. Dạ, để có phim. Có phim á Đại Đình. Dạ, còn có ghế tình yêu là để chơi cầu tuột. Đó, còn phòng trò 1 tiếng 20 phút là thua Quỳnh Vy rồi. Trời đất ơi, má ơi, Quỳnh Vy chơi lớn quá. Mà em nghĩ là chắc cái tiệm Quỳnh Vy á là họ lâu rồi. Dạ, chứ còn cái tiệm mới ra thì họ phải gỡ vốn á. Tiền thử ra họ phải lấy cao, đồ đạc còn mới, giường nó ít ai nằm. Đúng không Đại Đình, cầu tuột nó ít ai trượt. Đó thì còn được. Chứ là cái cầu tuột đó mà hả, nhiều người trượt quá. Mồ hôi một kê nó dính lên nhiều quá thì đương nhiên rồi. Đúng không? Em nói như thiệt vậy đó, em chưa có đi đâu. Ồ, khu này sao tan hoang nha Đại Đình, đất bán nè. Trời ơi, hàng quán hàng rào tan hoang luôn rồi Đại Đình ơi. Kinh thiệt. Dạ, này là khu Trung Sơn nha, đường số 10 nè Đại Đình. Ở đây thì có gần quán cũ của anh Hoài Linh. Dạ, rồi nhà của Đông Nhi với lại ông Cao Thắng. Ở khu biệt thự gần đây nè. Dạ, đây là đường 9A ha Đại Đình. Nhờ mấy anh taxi mà gọi là mới ra ràng, mới ra chạy, hoặc là không có biết địa phương khu vực thì thôi nè, không biết. Chứ mấy anh taxi hay chở khách thì chắc chắn là đều biết những cái điểm ăn chơi Sài Gòn. Để làm chi, có thêm tình bằng hữu, có thêm mối lái. Rồi khi mà chở tới thì được cái chỗ đó người ta cho tiền dắt mối Đại Đình, tiền tiếp Đại Đình, commission á. Dạ, giá hiện thời là một khách là 300.000 đó, giá hiện thời đó là tùy chỗ thôi. Giống như vừa rồi thì em có đi qua Thái Lan đó, qua cái khu em không dám nói tên ra. Cả nhà thông cảm ha. Dạ, đầy, nhiều người đầy, cái đó là cái thực tế của cái xã hội rồi, thực sắc tính giả mà. Mình đang đi ở khu vực Trung Sơn thuộc địa bàn Bình Chánh. Đi thẳng ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, rẽ phải thì có một cái khu biệt thự, nhà của Đông Nhi, ông Cao Thắng á. Bây giờ dọn sang cái chỗ khác bự hơn hay không thì em không biết ha. Trời đất mẹ ơi, sao xe buýt lại đứng giữa đường vậy? Xe buýt hết pin, không quên, xe buýt hết dầu. Tài xế đâu rồi? Đó,
đó bên tay phải mình á, đó cả nhà thấy không, là cái karaoke của mới làm Pattaya ha, một cái địa danh thành phố ăn chơi khét tiếng của Thái Lan. Dạ, Pattaya ngày xưa là cái quán của Hoài Linh đó đại nè, không biết là mượn danh mượn tiếng hoặc là hùng nữa thì mình không biết. Ở đây sắp tới là sẽ có cái chợ đêm phố ẩm thực gì đó ở đại nè, ở bên Trung Sơn Bình Chánh này nè, chứ nó nằm ở bên tay phải mình đó. Đi Mỹ 8 ngày 7 đêm mà 90 triệu. Rồi đoàn chúng ta chuẩn bị vô cái khu ăn chơi nha. Mấy anh chuẩn bị xuống nha. Cũng giống như mình đi qua Thái Lan thôi. Người ta cũng kêu mình đi vô khu Pattaya lại đi. Đi Beat ISO nè, đó. Họ tạo thêm cái nguồn thu nhập với tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều người ha. Rồi, cái nhà cùng em đi vô nha. Anh nói chỉ là khách sạn thôi, không có gì hết đâu. Đừng có nghe, em nói. Đây là cái bệnh viện. Dọc dọc ở đây là những cái nhà nghỉ, nhà khách, khách sạn theo giờ, và có cái giá cả là bè bé bèo luôn nha đại, bè bé bèo luôn, nghĩa là một tiếng hai tiếng thôi là đã êm rồi, âm dương hòa hợp rồi. Bây giờ là 12 giờ trưa, có ai trốn ở đây để mà giải quyết không? Thường là mình sẽ thấy những cái xe nào mà dán che bản số lại đại đình là còn biết sợ đó, sợ bị vợ phát hiện, sợ bị bồ phát hiện, đó đầy hết nha. U 67 An Giang nha, đó quá trời chưa, nhiều lắm nha đại gia đình. Đây là cái trục đường chính, chơi phải có mối có mang nha, không có mối mang là không được đâu, cái gì cũng vậy hết đúng không đại gia đình. Giống như người ta nói là đất có thổ công mà sông có hà bá đại đình. Hai tiếng 50 ngàn nè, trời đất ơi phá giá luôn. Wow, xe đông lắm nha đại đình. Úi giời ơi, nhưng mà phải ăn cơm cái đã, không ăn cơm sao mà có năng lượng được. Một tiếng 20 phút 50 ngàn, vậy thì có cái gì phải đặc biệt hơn, nên thử ra họ lấy cao hơn, đó đầy hết. Mấy cái khu đường này đi mát mẻ, vắng vẻ và yên bình lắm, tại vì không có đông. Ngày trước thì ở khu vực bến xe miền Đông, khu Tân Cảng có những cái loại hình giống như vậy, nhưng mà theo thời gian, theo cái sự phát triển của đô thị á, nhu cầu á, dạ thì Sư Vạn Hạnh, Damri nè, 70 ngàn 3 tiếng. Ôi trời ơi, vô rồi, 72 vô rồi, nhưng mà lát hồi đào sẽ vô sao, đào đâu, dạ đào vô sao đại đình, có nghĩa là mình phải stack number room, dạ stack number room. Bình Khang nè, đó, Bình Khang 2 nè, đó. Em thấy đông xe lắm nha,
quê hương là chùm khế ngọt. Trời ơi, ăn khế nhớ chả vàng nha đại gia đình. Quá đã luôn. Vậy là mừng quá, mấy chỗ này người ta có khách rồi. Mưa gió bão bùng mà vậy à, hết chiều cường rồi. À, 1 tiếng 60, người ta 2 tiếng có 50 hàng à. Chỗ này chơi bứt gân, có thang máy, cũng có smart TV nhưng mà không có ghế. Ôi trời ơi, ngộ ha. Đó, nhà thấy không? Nãy giờ đôi khi có những cái điều nó xảy ra trước cái camera mà em không có kịp là thuyết minh tường thuật cho cả nhà biết á. Tăng khả năng cái sự suy đoán, cái phán đoán của mình, giống như mình chơi poker tournament vậy đó. Ngọc Nhi 2 tiếng 70 ngàn. Tên đẹp không nha đại đình. Tommy. Mà em thấy quán nào cũng đông xe hết á. Parkview, Nam Phương Hoàng Hậu. Trời ơi, Nam Phương Hoàng Hậu luôn. Kachiusa. Ủa, Kachiusa nó bắn dữ lắm nha đại đình. Một cái loại võ khí đặc biệt của tối thượng của Liên Xô Hồng Quân á đại đình. Kachiusa. Thậm chí là có những cái bài hát cổ súy về cái loại phương tiện này luôn. Kachiusa giống như là Bayoka á đại đình đó. Mấy anh hút thuốc lào á chơi cái tẩu Bayoka. Mình đang đi dọc theo cái khu vực bờ sông nè. Đâu đó khu vực này sắp tới người ta sẽ tổ chức một cái điểm vui chơi giải trí về đêm đại rồi nè. Không biết đoạn nào, chắc đoạn này quá, tại vì đất kia người ta làm ăn hết trơn rồi đó. Không thấy tín hiệu, không thấy gì hết, chỉ thấy đất đá được bươi lên. Dạ, đất đá được bươi lên thành ụ thôi nha đại gia đình. Không thấy tín hiệu gì hết. Em sẽ đi ngang qua một vài cái tiệm massage. Dạ. Mấy anh nào chưa có gia đình thì nên thử. Dạ. Thế tuyệt của Trần Giang mà. Đó, Victory nè. Đó, Hoàng Kim nè. Ồ, nhiều lắm. Windy nè, đó. Cái nhà có giật mình không, ác xì không? mấy anh chừng chơi có giật mình ác xì không khi mà em đọc tên ra? Thị Du nè, đó. Khúc Thị Du á, Thiên Kim nè, đó. Phát Tiến nè, ui rồi ôi, 2 tiếng 80 nè, dư rồi, 2 tiếng 80 là dư rồi đại đình ơi. Sung sướng rồi đó, đi ra đó, đó vừa mới ra đó. Bên tay trái mình là một cái tiệm massage khá là nổi tiếng ở địa bàn khu vực này nha đại gia đình. Dạ. Nhìn cái tựa đề thôi là muốn đi vô rồi. Nghe nhà đừng hỏi em, tự lại tự gì. Đó, smile nè, smile là cười nè, paradise là thiên đàng nè. 1001 đêm là câu chuyện thần kỳ, thần bí của xứ Ả Rập nè. Đó. Hy vọng là thuận mua vừa bán nha. Với lại có tiền thì chơi đẹp nha, chứ đừng chơi phá hàng mấy em nha đại gia đình. Mấy anh nha. Avatar nè. Ôi đường này đã đi rồi đại đình ơi. Đường này đi rồi. Đại đi vòng vòng à. Thấy đâu đây đó lại đình ơi.
lắm. Siêu vận hành không có nghĩa lý gì cái chỗ này hết á. Ngày xưa quanh khu vực bến xe miền Đông á, đó một anh chơi chơi dán bản số luôn. Để em coi cho đây em coi. Anh VinFast này anh chơi dán bản số luôn nè. Đó. Nghĩa là dân chơi sạm mua rơi. Đó, giờ thấy không? Đó. Đó, chiếc VinFast luôn. Cái phim top 8 nha, đại đình dân chơi sợ mưa rơi che lại luôn à. Còn sợ là còn tốt á đại đình, tôi ráng giấu trong bọc đi nha. Dạ, thường người ta nói là Phật sợ chúng sanh và chúng sanh thì sợ quả. Ồ, một cái trường quốc tế bị bỏ hoang luôn rồi đại đình, ghê không? À, em lại đi ngang qua cái tiệm karaoke, tiệm massage mà nổi tiếng khu này. Mình chưa vô nên em không biết, nhưng mà nghe mấy bạn review với lại checker chia sẻ toàn là những cái bí kíp độc môn của Tố Nữ Kinh Kama Sutra, không nghe không muốn nổ cái đầu luôn á đại gia đình. Ráng mình tâm tịnh lại nên mình đừng có làm cái điều mà nó có lỗi với bản thân, đúng không đại đình? Thời trai trẻ mới nước mắt á, thì đủ thứ ăn chơi. Có ghế tình yêu. Ở đây họ sắp làm phố đi ăn chơi về đêm hết ta. Sao em không thấy cái một cái tín hiệu nào hết vậy ta? Họ bươn ra hết luôn nè, làm cái vỉa hè lại đó, gạch con sâu á đại đình, không biết phải đây không đại đình ơi. Ôi họ làm hết luôn rồi nè. Ôi, đừng nha tèo, đừng nha tèo à, nghĩa là còn đường chạy đó. Khu này thì họ không có kinh doanh cái loại hình đó, như là giống như là khu dưới, bởi người ta nói là buôn có bạn bán có phường mà. À, cả nhà thấy bên tay phải mình là cái trường học là thế giới trẻ em ở đây. Còn phòng mà vô Hưng Phát, Phát Tiến, ở
trời đông khách luôn. Và đây là phi vé cơ sở luôn nha đại đình. Wow. Dạ đây là khu Trung Sơn Bình Chánh. Cách chợ Bến Thành khoảng 5-6 cây thôi. Dạ. Đó, 1001 đêm là đại đình. Các nhà thấy không? 1001 đêm. Câu những câu chuyện thần bí của xứ Ả Lập. Rẽ trái thì đi về quận 8, rẽ phải thì đi về quận 7. Dạ, em rẽ phải nha đại đình. Giá cả hiện thời bây giờ là khoảng mẹ bé bao lắm là 500 ngàn vé massage nha đại đình. Dạ massage thì có tới vé hay không thì không biết, em chưa có đi nên thử ra em không có kể được. Dạ nếu mà hai đào ba đào á, thì cứ nhân giá lên hệ số. Mà cái cuộc chơi này á, thì hiện thời thì giá vé thì bằng với lại giá tiền tiếp. Dạ. Với lại có mấy anh nói với em á, về á, ở khu quận nhất á, ở chỗ đó lấy mắc quá, nghe nói tới 6 triệu luôn. Nếu mà 6 triệu thì so với ở đây là được khoảng 3 em, dạ, 6 tay làm cùng lúc luôn. Mà là còn có tiền đi về nữa nha đại đình. Mình đang ở Nguyễn Thị Thập nè. Em cảm ơn đại đình rất là nhiều đã đồng hành với em khắp nẻo Sài Gòn. Hôm nay là thứ ba. Chúc các cô chú anh chị tuần mới dồi dào năng lượng ha. Dạ. Em chào đại đình, em chào cả nhà. Các cô chú anh chị nhớ uống đúng, uống đều, uống đủ nấm đông trùng hạ thảo nha. Cái đó nó cũng tăng cường sinh lý nữa nha đại đình. Hiệu quả lắm, hơn 4 năm nay các cô chú anh chị đã ủng hộ, ngoài ra còn chia sẻ và còn giới thiệu cho nhiều bạn bè khác nữa. Cảm ơn các cô chú anh chị thiệt nhiều. Em cũng rất là tự hào khi mà mang lại sức khỏe cho nhiều cô chú anh chị vậy đó. Mua ai cũng được đại đình ơi, mua em cảm ơn. Quan trọng nhất là mình có sức khỏe thôi.